khát hơn. Hãy dâng lên cha ngày thanh xuân ta, ngày đôi tay ta để mãi mãi vâng theo Ngài. Trong Giêsu về đây bên nhau, học trao yêu thương bừng lửa mến tỏa bốn phương. Bừng lửa mến tỏa bốn phương trời. Xây ra hồi ngày mai, dù nhiều chông gai chẳng đường dài còn bao gian khó, hành trang trên vai ra đi phục vụ truyền giao nước Chúa. Bạn trẻ chúng con kính mời quý cộng đoàn, chúng ta di chuyển về vị trí những hàng ghế trước thánh đài để chúng ta cùng tham dự trong chương trình đêm hoan ca đêm nay cùng với các bạn giới trẻ. Lúc này đây thì chúng con đã thấy được sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh, Ngài đã hiện diện cùng với chúng ta. Chúng con trân trọng kính mời cha tiến lên hàng ghế dành riêng để chuẩn bị cho chương trình đêm nay. Thì này để con vững lòng gây trông, luôn vâng nghe theo mẹ chọn niềm tin thác vào Chúa. Để cuộc đời con người sẽ hóa nên thành mối men, ướp mặn cho đời đắp xây giáo hội đẹp tươi. Cùng mẹ hôm nay chúng con quy tụ về đây, điểm hành tham gia nói theo gương mẹ Maria, để mang yêu thương trên sân tình người cùng nhau nối kết. Bạn trẻ đã sẵn sàng nói xin vâng như mẹ chúng ta. Ngài bảo gì anh em cứ làm theo, sống một đời xin vâng theo thánh ý Chúa trời. Và dù đời đôi khi hết rượu ngon, ta hằng biết vâng nghe thánh ý Chúa dẫn trong khổ đau. Thì này để con vững lòng để trông, luôn vâng nghe theo mẹ chọn niềm tin thác vào Chúa. Để cuộc đời con người sẽ hóa nên thành mối men, ướp mặn cho đời đắp xây giáo hội đẹp tươi. Hôm nay đắp xây ra vui ngày mai, dù nhiều trông gai chẳng đường dài còn bao gian khó, hành trang trên vai ra đi phục vụ truyền giao nước Chúa. Bạn trẻ đã sẵn sàng cùng mẹ bước đi. Ngài bảo gì anh em cứ làm theo, vững một điểm cây trông cứ xin vâng như mẹ. Ngài bảo
lòng cây trông, luôn vâng nghe theo mẹ, chọn niềm tin thác vào Chúa. Để cuộc đời con người sẽ hóa lên thành muối men, ướp mặn cho đời, đắp xây giáo hội nét tươi. Ngài bảo gì anh em cứ làm theo, sống một đời xin vâng theo thánh ý Chúa Trời. Và dù đời đôi khi hết rượu ngon, ta hằng biết vâng nghe thánh ý Chúa rất trong khổ đau. Thì này để con vững lòng để trông, luôn vâng nghe theo mẹ, chọn niềm tin thác vào Chúa. Để cuộc đời con người sẽ hóa nên thành muối men, ướp mặn cho đời, đắp xây giáo hội đẹp tươi. Để cuộc đời con người sẽ hóa nên thành muối men, ướp mặn cho đời, đắp xây giáo hội đẹp tươi. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn với tiết mục khởi động rất là tuyệt vời đêm nay của các bạn giáo lý viên trong giáo xứ Đền Thánh. Và giờ phút này thì cho phép chúng con được hân hoan chào đón sự hiện diện của cha quản hạt, cha chánh xứ Đào Minh, quý cha, quý thầy và toàn thể quý cộng đoàn đã hiện diện trong chương trình đêm hoan ca hôm nay bằng một tràng pháo tay. Trọng kính quý cha, quý cộng đoàn và các bạn giới trẻ cũng như quý khách rất trân trọng và kính mến, Chúa đã nói với mỗi người chúng ta rằng hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngày hôm nay công trình thánh đài dâng kính thánh Martino và cũng là vị bảo trợ cho đoàn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh ngày hôm nay đã chính thức được hoàn thiện. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quây quần nơi đây để cùng dâng lên Chúa những khúc hát thánh ca, để lời cầu chúc cho nhau và đặc biệt cầu chúc cho các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh thức hóa thân yêu này luôn luôn được tràn ngập trong hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa. Trước hết với những người đầu tiên, chúng con xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý chức và toàn thể quý cộng đoàn trong buổi tối ngày hôm nay. Và cùng hiện diện trong chương trình đêm hoan ca hôm nay, chúng con hân hoan được chào đón sự hiện diện của cha quản hạt Giuse và cũng là cha đặc trách giới trẻ của giáo hạt chúng ta. Bên cạnh đó là một người rất đồng hành với các bạn giới trẻ rất tuyệt vời qua những năm tháng. Và ngày hôm nay ngài cũng hiện diện một cách đặc biệt, đó là vì cha chung của giáo xứ thức hóa chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay để chào đón hiện diện của cha chánh xứ Đào Minh. Ngoài ra ngày hôm nay các bạn giới trẻ còn được đón nhận với sự hiện diện của quý cha, quý thầy đã từng coi sóc và hướng dẫn các bạn giới trẻ trong suốt những năm tháng vừa qua. Và ngày hôm nay qua những mối tương quan đó, các ngài cũng đã hiện diện trở về để cùng chung dự và chúc mừng cho đoàn giới trẻ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón quý cha và quý thầy cũng như toàn thể quý cộng đoàn. Trọng kính quý cha, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, cách đây ít giờ đồng hồ chúng ta đã có một thánh lễ tạ ơn tại thánh đài tuyệt vời lộng lẫy này để chúng ta cùng tạ ơn Chúa và đặc biệt mừng kính thánh Martino. Và chắc chắn rất là nhiều ơn Chúa đã đổ xuống trên mỗi người chúng ta qua thánh lễ tạ ơn vừa qua, đặc biệt cùng với các bạn giới trẻ trong sáu xứ Đền Thánh. Và giờ phút này thì chúng con không phải để cho quý cộng đoàn chúng ta phải chờ đợi lâu. Ngay sau đây chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời sự hiện diện của cha chánh xứ Đào Minh. Ngài sẽ trở về khu vực trước thánh đài để công bố khai mạc chương trình đêm hoan ca. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của ngài đêm nay. Xin kính chào ban tổ chức của đêm hoan ca. Xin kính chào cha quản hạt kiêm đặc trách giới trẻ và giáo hạt thức hóa. Xin kính chào tất cả quý chức ban hành giáo và đặc biệt là tất cả các quý vị ban điều hành đoàn giới trẻ cựu và tân, cùng tất cả quý khách cũng như các bạn trẻ đang có mặt ở nơi đây. Điều đầu tiên xin cho phép con được nói một tâm tình, đó là ngày hôm nay cứ sự thường thì do Đức Cha Tô Ma Vũ Đình Hiệu sẽ về cắt băng khánh thành và làm phép đài cho chúng ta. Nhưng mà cha quản hạt đại diện của giáo mục đã về với chúng ta cắt băng khánh thành, làm phép để dâng lễ tạ ơn. Đó là một niềm rất vinh dự cho chúng ta. Và đó cũng là lý do đầu tiên và trước hết ngài hiện diện với chúng ta trong suốt cả ngày hôm nay.
và đặc biệt là chiều hôm nay nữa. Và cái lý do thứ hai, chính cha bản hạt lại là đặc trách số một của giới trẻ giáo hạt Thượng Hóa chúng ta. Hai lý do này ngài không thể nào mà từ chối, khước từ lời mời gọi của chúng con. Và chúng con nhiệt liệt vỗ tràng hóa tay chúc mừng cha quản hạt và cha đặc trách giới trẻ của chúng con. Chúc mừng cha. Điều nữa, trong cái nội dung của ngày mà đêm hoan ca tạ ơn Chúa mừng kính Thánh Martino quan thầy của đoàn giới trẻ giáo xứ Thức Hóa, chúng ta cũng phải nói qua sơ lược về một cái ưu phẩm, cái tính đặc biệt của Thánh Martino. Đó là ngài rất là khiêm nhường, rất là âm thầm và khó nghèo. Ngài đã nhờ cái khiêm nhường, âm thầm và khó nghèo ấy, ngài rất đẹp lòng Chúa mà ngài mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng ta. Đó là cái điểm đặc biệt của ngài. Thế thôi, chúng ta nói đến đó. Giờ còn phần chúng ta noi gương bắt chước Thánh Martino, chúng ta chưa khiêm nhường bằng ngài, chưa khó nghèo bằng ngài, chưa âm thầm bằng ngài, nhưng chúng ta góp một cái niềm vui cho giới trẻ, niềm vui cho mọi người hôm nay bằng chính đêm hoan ca, bằng chính nội dung, bằng chính tâm tình, cái sự nhiệt thành, nhiệt huyết của chúng ta trong đêm này. Vì vậy, trong cái đêm vui mừng và phấn khởi này, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày thánh hóa cái đêm này, rồi ngày chúc lành cho chúng ta, cho tất cả các quý vị tham dự cái đêm hoan ca hôm nay. Quý vị đồng ý không? Giờ chúng ta cùng đứng dậy xin Chúa một lời kinh để tạ ơn Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thấm biết hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chính thức tuyên bố đêm hoan ca tạ ơn Chúa mừng kính Thánh Quân Thầy Martino bắt đầu.
Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trước hết thì chúng con xin được trân trọng cảm ơn với những lời huấn từ khai mạc cho chương trình Đêm Hoan Ca Tạ Ơn hôm nay của cha Chánh Xứ Đa Minh, và xin được trân trọng cảm ơn câu lạc bộ chống hội quê hương đến từ thị trấn Quất Lâm đã mở màn với những tiếng trống hào hùng nhất đưa chúng ta vào chương trình Đêm Hoan Ca đêm nay. Trọng kính quý cha, kính thưa toàn thể quý cộng đoàn và các bạn giới trẻ rất là thân mến. Như mỗi người chúng ta đã biết rằng Chúa đặt cho mỗi người chúng ta một địa vị trong một hoàn cảnh sống khác nhau,
Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng quy hướng về nơi thánh đài của Thánh Martino, một con người có thể nói rất đặc biệt. Và như lúc đầu thì cha chánh xứ Đào Minh có nói, nếu mà nhắc đến Thánh Martino thì luôn luôn chúng ta nhắc đến hai từ khiêm nhường. Và giờ phút này để phác họa rõ nét hơn chân dung con người của Thánh Martino, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt ngay sau đây. Chúng con xin được hân hoan chào đón xin tiền của cha quản hạt Giuse sẽ tiến về sân khấu hôm nay bằng một món quà về thánh ca để gửi đến cho các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa chúng ta nói riêng và cách chung với các bạn giới trẻ trong giáo hạt. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cha đặc trách của chúng ta. Để góp vui cho chương trình và để cổ động viên cho các bạn trẻ cách riêng và tất cả mọi người, đạo đời kết hợp, sống hạnh phúc, êm đềm, đời này cũng như đời sau, thực chất với con người của mình. Hôm nay đội trống ở thị trấn Quất Lâm, một dáng Việt Nam thật đẹp, thật dịu dàng, thật êm ái, thật dễ thương. Tôi thì không dễ thương được như vậy, nhưng dù sao to hay béo cũng có cái dễ thương của nó. Vậy giờ đây tôi xin gửi đến cái sự dễ thương đó với một bài thánh ca của cha Phêrô Kim Long. Nhạc sư đã phải thốt lên: Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Không giữ tròn vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con mời cho vui và được cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa qua bao la, cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn không hối, là Ngài lại cứu tha. Không lầm khi Ngài dìu con lên, dù đời đã trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn là đời vừa qua khỏi sầu oán. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại cứu tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đời con oan trái nhiều, dù Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi
đời chưa qua khỏi sầu hoa. Lòng chua quá bao là, dù cho bao phen còn yếu đuối, thành tâm xin an lạc thông hồi. Là ngài lại thứ tha, Chúa không lầm khi ngài dạy con yêu. Dù đời con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tặng là đời chưa qua khỏi sầu. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen còn yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thông chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ, để chúng ta cảm ơn cha quản hạt và cũng là cha đặc trách của đoàn giới trẻ giáo hạt chúng ta. Các bạn trẻ trong ngồi trong khuôn viên của giáo xứ Đền Thánh, chúng ta đang ở đâu đứng lên cho mình coi cái xem được không ạ? Từ nãy giờ hình như thấy cha quản hạt hát hay quá mà không thấy chúng ta vỗ tay to. Xin dành cho cha quản hạt bằng một tràng pháo tay thật lớn của tất cả các bạn giới trẻ. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một món quà về âm nhạc, và nếu như bình chọn trong 13 cha quản hạt trong giáo phận của chúng ta thì có lẽ rằng cha quản hạt du xe của chúng ta đứng cái thứ mấy. Rồi, đúng rồi, thứ nhất. Chúng ta rất là tuyệt vời, cũng cha quản hạt có thể nói đồng hành với các bạn giới trẻ từ rất là lâu, từ khi ngài còn là một chủng sinh và đến bây giờ là một cha quản hạt, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn yêu thương giới trẻ chúng ta. Vâng, một lần nữa chúng con xin được trân trọng cảm ơn với một nhạc phẩm thánh ca nổi tiếng của nhạc sư Kim Long, Chúa không lầm. Kính thưa quý cộng đoàn, nói đến con người của Thánh Martino, quả đúng là Chúa không lầm khi mà dựng lên con người của Thánh Martino để cho mỗi người chúng ta nhìn vào mẫu gương của Ngài. Và cuộc đời của Thánh Martino thì cũng nếm trải rất là nhiều những cay đắng ngọt bùi. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong tiểu sử của Ngài thì có những cái để ghép cho Ngài có thể nói là hơi quá. Ví dụ là một người con không cha, hay là một người con ngoại lai, vân vân. Nhưng mà đối với Thánh Martino thì Ngài luôn luôn khiêm nhường, nhẫn nại và chịu đựng, để rồi Chúa đã ban cho Ngài một cái vinh phúc rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì mỗi người chúng ta đều đến với Thánh Martino để tận hưởng và kín múc nguồn ân sủng của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Ngài. Và ngay sau đây con cùng với quý cộng đoàn, chúng ta sẽ cùng đi tiếp trong chương trình Đêm Hoan Ca đêm nay với phần ca vũ được mang tên Cùng Nhau Làm Dân Chúa. Và qua phần ca vũ này, chúng ta sẽ gặp gỡ các bạn giới trẻ đến từ Đền Thánh Sa Châu, và xin dành cho họ bằng một tràng pháo tay. Cùng nhau làm dân Chúa.
chữ tình. Cảm ơn Chúa thương, cảm ơn Chúa thương. Từ cha ông mở đường đi chưa. Cảm ơn Chúa thương, cảm ơn Chúa thương. Ngày hôm nay đời mình tiếp bước. Đầy lùi đi đói nghèo trái ngang. Sống với dân thân, làm với đi tranh giành thấp hèn. Sống với dân thân, sống với dân thân. Cùng chung tay dựng xây thế giới. Xin cảm ơn các bạn giới trẻ của giáo xứ Đền Thánh Sa Châu. Rất là tuyệt vời. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta cảm ơn các bạn giới trẻ đêm nay ạ. Lẽ ra thì các bạn giới trẻ của giáo xứ chủ nhà thì chúng ta phải lên gần phía bên trên này để chúng ta ngồi ở trước thánh đài Thánh Martin, còn rất là nhiều hàng ghế còn trống. Thưa các bạn giới trẻ và thưa quý cộng đoàn, trong những ngày này thì các bạn giới trẻ công giáo của giáo tỉnh miền Bắc nói riêng đã và đang rất là hồ hởi chờ đón đến một cái dịp có thể nói rất trọng đại trong một năm và rất là ý nghĩa. Đó là dịp này chúng ta sẽ có cơ hội để đến với giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng tham dự kỳ đại hội giới trẻ giáo tỉnh miền Bắc lần thứ 20. Và câu chủ đề của dịp đại hội năm nay đó là anh em không còn phải là người xa lạ nhưng là người nhà của Thiên Chúa. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta không còn phải là người xa lạ nữa khi đến với Đền Thánh Thức Hóa, đến với các bạn giới trẻ của Đền Thánh Thức Hóa để chúng ta cùng bắt tay nhau và trở thành một con người trong Đức Kitô. Và hy vọng rằng đêm nay sẽ là một đêm kết nối của những người trẻ cùng với nhau tại giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa thân yêu này. Giờ phút này đây con cùng với quý cộng đoàn chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm thánh ca qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Minh Huê. Ca khúc được mang tên Mẹ Là Khúc Thánh Nhạc. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện và tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê đêm nay. Mẹ như là trăng cho đêm hết âm buồn.
Xin được trân trọng cảm ơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê. Kính thưa quý cộng đoàn, đêm nay thì chúng ta được thưởng thức rất là nhiều những âm sắc tuyệt vời và khác nhau trong những cái giai điệu để khúc ca tạ ơn của chúng ta thêm phần thi vị. Cũng như vậy, mỗi người chúng ta trở về nơi đây mang theo một cái tâm tình tuyệt vời để rồi chúng ta hân hoan trong ngày mừng lễ Thánh Martino, quan thầy của các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh. Và hơn thế nữa, chúng ta nhìn thấy một thánh đài thật nguy nga và tráng lệ như ngày hôm nay. Đó là thành quả, đó là công sức và đó là sự chung tay của tất cả mọi thành phần dân Chúa, không chỉ là các bạn giới trẻ mà còn của cả quý vị ân thân nhân xa gần đã cùng hiện diện và đóng góp để cho chúng ta có một thánh đài dâng kính Thánh Martino, quan thầy của các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh chúng ta. Như vậy thì chúng ta cảm nhận rằng luôn luôn có Chúa đồng hành cùng với mỗi người chúng ta. Và ngay sau đây sẽ là một bức thông điệp qua phần cử điệu Có Chúa Song Hành. Phần cử điệu này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bạn giới trẻ đến từ giáo xứ Du Hiếu. Và chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón những người anh em trẻ đến từ Du Hiếu đêm nay.
Những tràng pháo tay của tất cả cộng đoàn đâu ạ? Chúng ta cảm ơn các bạn giới trẻ của giáo xứ Du Hiếu bằng một tràng pháo tay. Cảm ơn với phần vũ khúc có Chúa song hành. Kính thưa toàn thể quý cộng đoàn, trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, khi chúng ta trở về nơi đây với đền thánh Thức Hóa Thân Yêu để chúng ta chung cái lời tạ ơn cùng với các bạn giới trẻ, vì chúng ta biết rằng hiếm có một đoàn giới trẻ nào lại có một thánh đài tuyệt vời như buổi tối ngày hôm nay, để mỗi người chúng ta chạy đến với thánh Martino, và đặc biệt đó là các bạn giới trẻ học đòi noi gương theo vị bổn mạng và là đứng bảo trợ cho các bạn giới trẻ trong giáo xứ đền thánh. Chúng ta cầu chúc cho các bạn giới trẻ giáo xứ đền thánh luôn biết hiệp nhất, luôn biết yêu thương và có thể luôn luôn là cánh tay nối dài của giáo xứ, sống giúp đỡ với mỗi người chúng ta, xứng đáng là mang danh của những người trẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục của các bạn giới trẻ chủ nhà. Họ sẽ gửi đến cho chúng ta một phần ca vũ được mang tên Vang Lời Tạ Ơn. Và ca vũ Vang Lời Tạ Ơn này sẽ được chính thức bắt đầu bằng một tràng pháo tay thật lớn của quý cộng đoàn, để như chúng ta chúc mừng cho các bạn giới trẻ giáo xứ đền thánh hôm nay.
vững bền và công trình tay Chúa tạo nên. Xin cảm ơn các bạn giới trẻ chủ nhà đã đưa đến cho chúng ta một thông điệp trong lời khúc tạ ơn đêm nay. Một tràng pháo tay thật lớn nữa của quý cộng đoàn ạ, để chúng ta chúc mừng cho các bạn giới trẻ của chúng ta. Thưa quý cộng đoàn, trong cái lời ca tạ vang lời tạ ơn, nếu như chúng ta nghe kỹ qua vừa rồi với sự trình bày của các bạn giới trẻ trong giáo sư Điển Thánh, thì chúng ta nghiệm rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành cùng với mỗi người chúng ta từ khi Ngài tạo dựng nên trái đất này, rồi qua đó có mỗi người chúng ta. Và ngày nay và ngày mai, đó là Chúa Nhật mà cả giáo hội chúng ta mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Nếu như chúng ta nhìn về lịch sử của giáo hội Việt Nam thì là một giáo hội rất là đau thương. Và nếu như trong giáo phận Bùi Chu chúng ta đi đến giáo xứ nào, hầu như cũng có đài để tưởng nhớ đến các anh hùng tử đạo đã hy sinh cả mạng sống để làm chứng cho Đức Kitô. Và chúng tôi hy vọng rằng với các bạn giới trẻ, không chỉ là trong giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa đâu, mà tất cả các bạn giới trẻ trong giáo hạt Thức Hóa này luôn biết hy sinh và dấn thân. Và sau đây cùng với chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm thánh ca cũng rất là nổi tiếng với tựa đề Hạt Ngọc Mân Côi. Và qua ca khúc này chúng ta sẽ cùng gặp đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Linh sẽ cùng gửi đến cho chúng ta trong chương trình Đêm Hoan Ca Tạ Ơn. Kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức và dành cho nữ ca sĩ Phương Linh bằng một tràng pháo tay. Thank you.
xin được trân trọng cảm ơn với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Linh. Kính thưa quý cộng đoàn, không phải là ngẫu nhiên mà ca khúc Hạt Ngọc Mân Côi được cất lên trong đêm hoan ca hôm nay. Nếu như chúng ta nhìn về Thánh Martino, Thánh Martino thì theo dòng Thánh Đa Minh, và với những chàng chuỗi Mân Côi thì đối với các cha dòng Đa Minh, các tu sĩ Đa Minh thì luôn luôn là một vật bất khả ly thân. Vì đối với mẹ Maria, với những chàng chuỗi đó đã giúp cho rất nhiều người quay trở lại giao hòa cùng với Thiên Chúa. Và đêm nay thì mong muốn rằng qua ca khúc Hạt Ngọc Mân Côi thì chúng ta sẽ được kết hợp cùng với mẹ Maria và luôn luôn nhớ đến mẹ Maria trong lời kinh Mân Côi, và để lời kinh Mân Côi đó cất lên trong mỗi người của chúng ta. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phần cử điệu do các bạn giới trẻ đến từ một trong những cộng đoàn giáo họ xa với giáo sư Đền Thánh chúng ta nhất. Các bạn trẻ đến từ giáo họ Đan Phượng, và chúng ta dành một tràng vỗ tay để chào đón tiết mục Sống Cho Chúa của các bạn giới trẻ Đan Phượng đêm nay. Say it.
Xin cảm ơn các bạn giới trẻ đến từ giáo họ Đan Phượng. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, cách đây ít tháng thì con có được một vinh dự khi mà được trở về cùng với giáo họ Đan Phượng trong dịp cắt băng khánh thành của ngôi nhà thờ của giáo họ. Và ở đó thì rất là nể phục với cộng đoàn giáo họ, với một số ít nhân danh, nhưng với một thánh đường nguy nga để chúng ta có nơi thờ phượng. Và hy vọng rằng với các bạn giới trẻ đây cũng chính là những mầm mống tương lai của giáo họ Đan Phượng, sẽ luôn luôn kết nối truyền thống của cha ông để xây dựng cho cộng đoàn của giáo họ. Và bây giờ thì chúng ta tạm chia tay với các bạn giới trẻ của giáo họ Đan Phượng, sẽ cùng đến với các bạn đến từ giáo họ Quất Thượng với một phần ca vũ được mang tên Xin Một Đời Cảm Tạ. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta chào đón tiết mục của các bạn trẻ đến từ giáo họ Quất Thượng. Chúa đã gọi tên con từ
xin cảm ơn các bạn giới trẻ thuộc giáo họ Quất Thước. Kính thưa quý cộng đoàn, đêm nay thì các bạn giới trẻ chúng ta cùng quây quần về nơi đây để chúng ta cùng kết nối với các bạn giới trẻ giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa trong cái đêm hoan ca tạ ơn. Và chúng con biết rằng tối ngày hôm nay rất là nhiều người mong muốn được gửi đến những lời chúc mừng cho các bạn giới trẻ giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, và mong họ luôn luôn sống hiệp nhất, sống yêu thương và biết giúp đỡ mọi người trong cộng đoàn của giáo xứ Đền Thánh chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng tạm chia tay với những phần vũ khúc rất là sôi động đêm nay, sẽ cùng đến với một nhạc phẩm thánh ca với tựa đề Cảm Mến Ân Tình. Và qua ca khúc này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Thảo sẽ gửi đến cho cộng đoàn qua những giai điệu thánh ca đêm nay. Con hiến dâng cho Ngài. Con vẫn
quý cộng đoàn đã lắng nghe. Xin cộng đoàn chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn tiếng hát của nữ ca sĩ Nhật Thảo gửi đến cho chúng ta một sáng tác cũng rất là nổi tiếng mà quý vị chúng ta cũng rất là quen thuộc, cảm mến ân tình. Xin Thiên Chúa yêu thương lúc nào cũng ban nhiều ơn lành xuống trên mỗi người chúng ta. Và giờ phút này đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với các bạn trẻ đến từ Giáo sư Đền Thánh Sa Châu. Họ sẽ gửi đến cho chúng ta một phần vũ khúc được mang tên Gia Đình Nơi Yêu Thương. Và chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón các bạn trẻ của Đền Thánh Sa Châu. Cộng đoàn đã buồn ngủ chưa ạ? Nếu chưa buồn ngủ thì xin cảm ơn các bạn đến giới trẻ của Đền Thánh Sa Châu bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Kính thưa quý cộng đoàn, đứng phía bên trên này mà nhìn xuống thì chúng con thấy cộng đoàn chúng ta ngồi rải rác. Vì thực ra thì khu vực khuôn viên trước Thánh Đài Thánh Martin rất là tuyệt vời. Cho nên mỗi người chúng ta ngồi chọn cho một vị trí thích hợp từ đầu chương trình đến giờ.
Và chúng ta tin rằng chắc chắn rằng chương trình đêm nay là một cái chương trình rất là đặc biệt với các bạn giới trẻ. Cho nên chúng con tin rằng quý cộng đoàn chúng ta sẽ không bao giờ rời chiếc ghế khi mà cái chương trình khép lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại với các bạn trẻ của giáo xứ Du Hiếu. Họ sẽ gửi đến cho chúng ta một nhạc phẩm trên nền ca vũ được mang tên Dâng Lời Tạ Ơn. Mời quý cộng đoàn chúng ta tiếp tục thưởng thức trong chương trình Lời Ca Tạ Ơn đêm nay. Cảm ơn các bạn giới trẻ của giáo sư Du Hiếu. Rất là nhẹ nhàng nhưng cũng mang âm sắc thánh ca rất là tuyệt vời đêm nay.
Kính thưa quý cộng đoàn, những người trẻ trở về với chúng ta trong chương trình Đêm Hoan Ca đêm nay, họ mang đến với những vũ điệu, với những vũ khúc rất là sôi động. Và giới trẻ thì họ yêu Chúa theo cách của họ. Và Thánh Gioan Đông Bích Cô có nói rằng giới trẻ muốn chơi cái gì thì chơi, miễn là đừng phạm tội. Và hy vọng thì các bạn giới trẻ của chúng ta cũng như thế. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần vũ khúc cũng sôi động đêm nay, do các bạn giới trẻ thuộc giáo họ Địch Giáo sẽ gửi đến cho chúng ta. Phần vũ khúc được mang tên Theo Chúa Lên Đường. Kính mời quý cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức trong chương trình đêm nay. Tin Chúa là đường đi, là đường chân lý, dẫn lối con qua đêm trường. Ra đi theo Chúa lên đường, trong tim ta mang Thiên Chúa tình thương. Xua tan ghen tương, xua tan bao chán trường, xua bao văn vương, bừng bừng lên yêu thương. Ra đi thắp sáng danh Ngài, hôm qua hôm nay cho đến muôn dân muôn nơi tin yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài là Đức Kitô. Gieo trong đau thương sẽ gặt vui sướng, tin vui vang xa xa tít muôn phương. Giêsu Kitô nay đã phục sinh, bình minh rực sáng và ánh vinh quang danh Ngài. Ra đi theo Chúa lên, trong tim ta mang Thiên Chúa tình thương. Xua tan ghen tương, xua tan bao chán trường, xua bao văn vương, bừng bừng lên yêu thương. Ra đi khắp sáng danh Ngài, hôm qua hôm nay cho đến ngày mai. Muôn dân muôn nơi tình yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài là Đức Kitô. Trường xua bao văn vương, bừng bừng lên yêu thương. Ra đi khắp sáng danh Ngài, hôm qua hôm nay cho đến ngày mai. Muôn dân muôn nơi tin yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài là Đức Kitô. Ra đi theo Chúa lên đường, trong tim ta mang Thiên Chúa tình thương. Xua tan ghen tương, xua tan bao chán trường, xua bao văn vương, bừng bừng lên yêu thương. Ra đi khắp sáng danh Ngài, hôm qua hôm nay cho đến ngày mai. Muôn dân muôn nơi tin yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài là Đức Kitô. Muôn dân muôn nơi tin yêu nhận biết Ngài và yêu mến Ngài. Ngài là Đức Kitô. Chúng con đang mong muốn nghe một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các bạn giới trẻ của
giáo họ tịch giáo ngày hôm nay. Theo Chúa lên đường, một phần vũ khúc có thể nói là sôi động của các bạn giới trẻ gửi đến cho các bạn giới trẻ của Đền Thánh Thức Hóa chúng ta. Và bây giờ thì các bạn giới trẻ của Đền Thánh Thức Hóa họ sẽ đáp lễ lại với tất cả cộng đoàn của chúng ta đêm nay với một phần ca vũ được chuẩn bị rất là công phu với tựa đề Địa Cầu Hoan Ca, do các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh chủ nhà sẽ gửi đến cho toàn thể quý cộng đoàn đêm nay. Và xin ứng chứng cho họ bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Bàn tay của Chúa, sông núi biên trời trắng sao đều do tay Chúa tác tạo. Ngài dựng nên ánh sáng chiếu soi vạn vật trong bóng đêm. Ngài dựng nên muôn thú hát ca tôn vinh danh Chúa mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người làm chủ mọi vật Ngài tạo nên. Tạ ơn quyền năng của Chúa ngất cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con, để con ra đi mọi nơi truyền giao danh Chúa giữa đời. Điệp cầu cùng vang tiếng nhạc và tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời, dâng lời tạ ơn. Ngài hằng dõi bước bên cạnh, đời con chẳng lo gì nữa, sóng gió bao bùng vây quanh, bàn tay Chúa giữ an lành. Vạn vật trên thế giới hãy ca ngợi mừng danh Chúa thôi, và kỳ công Thiên Chúa sẽ luôn trường tồn cho tới mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người tự do tròn lửa hạnh phúc. Ơn quyền năng của Chúa ngất cao từ tâm trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tác thành mọi thứ cho con, để con ra đi mọi nơi truyền giáo danh Chúa giữa đời. Điệp cầu cùng vang tiếng nhạc và tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời. Đều do bàn tay của Chúa, sông núi biên trời trắng sao đều do tay Chúa tác tạo. Ngài dựng nên ánh sáng chiếu soi vạn vật trong bóng đêm. Ngài dựng nên muông thú hát ca tôn vinh danh Chúa mãi muôn đời.
và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người làm chủ mọi vật. Vì Ngài yêu thương con nên đã tác thành mọi thứ cho con, để con ra đi mọi nơi truyền giao danh Chúa giữa đời, biết đâu cùng vang tiếng nhạc và tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời, dâng lời tạ ơn. Tạ ơn quyền năng của Chúa tầng trời xa, vì Ngài yêu thương con nên đã tác thành mọi thứ cho con, để con ra đi mọi nơi truyền giáo danh Chúa giữa đời. Kính thưa quý cộng đoàn, với phần ca vũ Địa cầu Hoan ca cũng chính là phần ca vũ đã khép lại chương trình Đêm Hoan ca tạ ơn hôm nay. Chúng con thay lời cho các bạn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh trân trọng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý chức và cộng đoàn đã cùng chung tay để giúp cho các bạn giới trẻ có được ngày lễ tạ ơn. Và đặc biệt đó là một chương trình Đêm Hoan ca tối ngày hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng con kính chúc quý cha và toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn tràn ngập ân sủng và tình yêu nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino, quan thầy của các bạn giới trẻ, và kính chúc quý vị luôn luôn có được sức khỏe dồi dào và tiếp tục đồng hành cùng với đoàn giới trẻ trong giáo xứ Đền Thánh chúng con. Và cũng xin được thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được trân trọng cảm ơn tới các ban ngành đã cùng đồng hành phục vụ trong chương trình Đêm Hoan ca và thánh lễ hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được chân thành cảm ơn và chính thức khép lại chương trình Đêm Hoan ca tạ ơn hôm nay.